Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Xoăn Studio. Các bạn thân mến, mạng 5G đang dẫn chúng ta tiến một bước gần hơn đến thời đại của công nghệ mới. Điển hình đó là khả năng truyền tải siêu tốc gấp 100 lần so với 4G và là lần ngõ quan trọng cho các thiết bị IoT sau này. Smartphone 5G cũng sẽ trở thành một phần không thể thiếu là trung tâm điều khiển của mọi thiết bị. Chính vì vậy mà những năm gần đây, các hãng công nghệ trên thế giới đã tích cực cải tiến và đưa công nghệ này lên những chiếc smartphone của mình. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn top những chiếc smartphone 5G tốt nhất hiện nay nhé. Chiếc điện thoại đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là chiếc Vivo iQOO 3 5G. Ngay từ tên gọi mà nhà sản xuất đặt cho sản phẩm thì đã cho chúng ta biết rằng chiếc máy này sẽ được trang bị công nghệ 5G đúng không nào? Ngoài ra thì máy còn được trang bị công nghệ sạc nhanh là 44W, sạc 50% chỉ mất khoảng 15 phút. Chiếc điện thoại vừa mới ra mắt tại Ấn Độ vào cuối tháng 2 với mức giá khá là ấn tượng là 36.990 ruby, tương đương với 12 triệu Việt Nam đồng. Chưa rõ liệu iQOO 3 có được bán ra tại Việt Nam hay là không, nếu như có thì thực sự là một món hời trong phân khúc giá 10 triệu đồng. Nếu xét về cấu hình và mức giá, chiếc điện thoại 5G này rất là đáng để trải nghiệm. Và chiếc điện thoại thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là chiếc Realme X50 5G. Realme lại tiếp tục cho ra mắt chiếc smartphone chất chơi trong phân khúc tầm trung dưới 10 triệu đồng, đặc biệt với khả năng hỗ trợ 5G và màn hình có tần số quét lên đến là 120Hz, tương tự như là các flagship hiện nay. Các thông số khác như là sử dụng con chip Snapdragon 765G, viên pin là 4200mAh và hỗ trợ sạc nhanh nhà vuốt 4.0, công suất là 30W. Với mức giá dưới 10 triệu thì đúng là một đối thủ cực kỳ đáng gờm của Samsung với Xiaomi tại Việt Nam. Vị trí thứ ba là smartphone đến từ thương hiệu nổi tiếng Xiaomi, mang tên là Xiaomi Redmi K30. Mặc dù gây thất vọng vì đã bỏ mất công nghệ vân tay trong màn hình và công nghệ camera thò thụt, nhưng đổi lại thì máy lại có một phiên bản hỗ trợ 5G và màn hình có tần số quét lên đến là 120Hz. Mức giá chỉ vào khoảng 5 triệu đồng, thì người anh em song sinh của Poco X2 cũng sở hữu cấu hình với mức giá tương tự, tuy không mang lại cấu hình cao cấp, nhưng giá khiến chiếc smartphone này lại trở nên phù hợp hơn để mang công nghệ 5G đến với người dùng. Tiếp theo là một smartphone Sony vừa ra mắt, mang tên là Xperia 1 Mark V 5G, không phải là một mẫu smartphone được đánh giá cao về thiết kế. Phiên bản tiếp theo của Xperia 1 được Sony đặt tên theo dòng máy ảnh Alpha bởi sự nâng cấp mạnh mẽ từ camera của smartphone này, có cả cảm biến là 3D ITUF và được phủ một lớp Zeiss T lần đầu có mặt trên một chiếc smartphone, chắc chắn sẽ cải thiện hơn rất là nhiều về chất lượng chụp ảnh chụp so với những thiết bị trước đây. Tuy không được trang bị màn hình có tần số quét cao như thiết bị flagship tới từ các hãng khác, nhưng chiếc máy này lại có cả loa kép mặt trước, đi kèm với công nghệ là 360 Reality Audio. Thiết kế nam tính là điều mà Sony vẫn luôn giữ trên smartphone của mình, chắc chắn Sony fan sẽ không thể bỏ qua sản phẩm lần này đâu. Cuối cùng chúng ta không thể không nhắc đến chiếc Samsung Galaxy S20 5G, smartphone cao cấp của hãng Samsung đang rất là rầm rộ trong thời gian gần đây. Máy nổi bật với hệ thống camera có khả năng siêu zoom và cấu hình khủng, nằm gọn trong một thiết kế mặt trước không có điểm gì chê, nhưng vị trí thiết kế của cụm camera lại không được đánh giá cao. Chiếc máy có phiên bản 5G trên thị trường thế giới, nhưng tại Việt Nam thời điểm hiện tại thì chỉ có phiên bản 4G mà thôi. Có thể là phiên bản 5G sẽ xuất hiện trong tương lai khi mà công nghệ 5G chính thức đã áp dụng tại Việt Nam. Vậy là vừa rồi thì mình đã liệt kê cho các bạn top những chiếc smartphone 5G được mong chờ nhất trong năm 2020. Các bạn ấn tượng với thiết bị nào nhất thì hãy chia sẻ cùng mình dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!